Hello cả nhà, đây ProTeam sẽ đột nhập vào cửa hàng của Team Đẹp Trai tại 893 Nguyễn, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để coi mấy anh em phòng Photoshop nó làm việc như thế nào nhé. Dạo này hình ảnh lanh tay nghèo quá đó, để coi ProTeam đột nhập nó như thế nào nha. Ok đây. Bộ đồ tiền sẽ quay phòng. Đây là cô dâu mới chụp về ngày hôm nay. Đến từ ở đâu cô dâu? Dạ, Long An. Long An, Long An. Đây là phòng Photoshop. Mới tiễn mấy anh em nhân viên làm mà không biết hôm nay tình hình nó làm việc như thế nào đây. Ô, máu lửa quá. Ô trời. Ô, giờ này quẩy banh à. Đây là có thể là một cặp đôi huyền thi đến từ sông Sư Lộng, sông Sư Lộng đó. Làm việc mà có công vẻ nó hăng say quá ghê. Một anh thì lăn liền Photoshop chỉnh sửa hình cho khách hàng ấy. Đây là một anh thì đang chỉnh sửa Lightroom dịch kéo màu rất là tươi xanh luôn đấy. Ồ, quá quanh tráng đó. Có vẻ đây là một cặp đôi huyền thi song sinh hay sao, phải nói rất là xứng đôi, quá quanh tráng, song Sư Lộng hằng song Sư Lộng. Các bạn muốn có hình đẹp thì đến ProTeam 893 Nguyễn, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Sẽ có hai bạn có cặp đôi chỉnh sửa hình ảnh rất là hoành tráng này, phải nói là rất là lung linh, quẩy đi, có làm không nổi, quẩy quá, bánh chỉnh quán luôn rồi. Rồi, ok, chào cả nhà đi ông thằng, cặp đôi liền thi, ghê, đấy. Sản phẩm của hai đại thợ Photoshop đi nhỉ, của ProTeam đấy. Các ảnh được Photoshop từ các bối cảnh ở các nơi tại thành phố Đà Nẵng đấy, rất là đẹp đấy. Anh em làm rất là hoành tráng đấy. Anh em đến thì có thể liên hệ cửa hàng ProTeam, Wedding Studio ProTeam, 893 Nguyễn, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, và đặc biệt là đối diện khách sạn Mường Thanh đấy, một trong những trung tâm thành phố đấy, khu ăn chơi sắc láng đấy. Đà Nẵng mùa này nắng rất là đẹp rồi, cổng chào cả nhà.